we need. Freedom, democracy, it's all that we need. Freedom, democracy, it's all that we need. Freedom. Chào quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nói Tiếng Nước Tôi, hệ thống TNT Media. Xin chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Tự Do. Chương trình của chúng tôi phát thanh mỗi ngày Chủ nhật vào lúc 6 giờ sáng giờ California, tới 8 giờ sáng giờ Houston và tương đương với 8 giờ tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua làn sóng Internet của đài TNT Media, hoặc quý vị có thể vào trang mạng radio.tiengnuoctoi.com hoặc tiengnuoctoiboston.com và kênh Tiếng Nước Tôi trên YouTube. Trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, ngoài Phú Sĩ thì còn Phú Sĩ. Mời Liêm chào quý vị khán thính giả. Dạ thưa, đây là Thanh Liêm, xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Xin chào anh Sĩ và anh Hải. Dạ, Lê Hải xin kính chào quý vị khán giả trở lại với chương trình chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị, trong cái buổi sáng Chủ nhật ngày hôm nay thì chúng tôi những bạn trẻ của Việt Nam có thể là có 14, ít nhất khoảng 14 gia đình các bạn trẻ Việt Nam và có thể là nhiều hơn đã được biết là có thể là đã chết trong cái vụ mà chiếc xe tải đông lạnh ở bên vùng Essex của bên nước Anh trong ngày 25 tháng 10 vừa qua. Thì chúng tôi sẽ nói về cái những cái diễn biến mới, những cái tin tức mới và cũng như là chia sẻ những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ của ba chúng tôi về cái vụ việc này. Và trong phần đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai chúng tôi sẽ nói thêm về cái vấn đề là tại sao đất nước Việt Nam của chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh gọi là có thể là rất là tốt, đẹp nhất trong cái thế kỷ thứ 20 và 21. Chúng ta có cái hòa bình, chúng ta có cái phát triển kinh tế và hội nhập với thế giới bên ngoài, nhưng cái sự cuộc sống bất ổn, những cái mà bất công trong đất nước Việt Nam đã làm cho rất nhiều người Việt Nam vẫn phải tiếp tục rời đất nước Việt Nam ra đi để mà tìm kiếm một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Như vậy thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về cái câu chuyện đó. Để mở đầu thì tôi sẽ xin mời anh Thanh Liêm nói về một số những cái cho quý vị biết về những cái diễn tiến về cái câu chuyện của chiếc xe tải được phát hiện ở nước Anh ngày 25 tháng 10 vừa qua với 39 nạn nhân và những cái diễn tiến gần đây. Xin mời Thanh Liêm cho các bạn khán thính giả biết về cái câu chuyện này. Dạ, xin cảm ơn anh Sĩ. Thì theo Liêm đọc báo thì cũng biết được là thật ra thì cái tin tức của cái chiếc xe đó là từ ngày 23 tháng 10 vừa qua. Thì có một người lái xe tải đó, người ta đã gọi cho cảnh sát và báo cho cảnh sát biết là đã có những cái người chết trong cái xe tải của anh ta. Và anh ta đã bỏ trốn sau đó. Thì khi mà cảnh sát tới hiện trường thì người ta phát hiện được là có 39 cái xác nằm trong cái xe tải mà cái loại chở hàng đông lạnh đó, nó gọi container ở phía sau đó, thì trong đó có 39 cái xác người của người châu Á. Và bên cạnh những cái xác người châu Á này thì có một cái số giấy tờ bằng tiếng Trung Quốc, hay là còn những có một số người đem theo những cái hộ chiếu của Trung Quốc. Thì cảnh sát sau đó đã thông báo hoặc là báo chí đã nói lên rằng 39 người này là 39 người Trung Quốc và họ đã có lẽ là liên lạc với lại cái sứ quán của Trung Quốc. Thì những cái tin tức sau đó thì chúng ta biết được là bắt đầu thì những cái gia đình của những người Việt Nam họ mới là báo là cho những cái báo chí biết là họ không có được liên lạc được với lại con cái của họ. Thì từ đó thì người ta mới chĩa cái mũi sang bên Việt Nam thay vì Trung Quốc. Mà trong số 39 người này cũng xin nói lên một chút là có 31 người là đàn ông và là 8 người là phụ nữ. Và cái tuổi đời của họ thì rất là khác nhau, có nhiều em rất là trẻ dưới 20 tuổi và có những người cũng Liêm biết là cái danh sách của tất cả những người thì chưa có được công bố, nhưng mà Liêm biết có người
khoảng 38-40 tuổi, và lớn hơn thì Lim cũng không biết được khi có người nào lớn hơn hay là không. Thì trong những cái chi tiết mà lúc mà nói về những người này về Việt Nam á, thì có lẽ là cái sự kiện mà làm cho mọi người để ý tới là có một cái tin nhắn của một cái cô gái mà đi trên cái chuyến xe này. Cái cô gái này á, tên là Phạm Thị Trà My, và cô đó đã nhắn một cái tin cho cha mẹ của cô ta ở bên Việt Nam. Và cái tin nhắn đó nó đến khoảng 4 giờ sáng giờ Việt Nam, và lúc đó thì gia đình của cô ta không có nhận được, chỉ có nhận được khi mà thức dậy mới đọc được. Thì khi mà Liêm nghe những cái tin tức này thì mình cũng rất là hồi hộp, rất là, mặc dù cái lòng của mình rất là thương tiếc, mình biết là đã có những cái người Việt Nam ở trong số 39 người đó, nhưng mà trong thâm tâm của mình thì thật sự là lúc nào mình cũng hy vọng là không phải là 39 người đó tất cả đều là người Việt Nam. Nhưng mà theo những cái thông tin mới nhất là có lẽ là vào ngày 2 ngày trước thì cảnh sát Anh đã xác nhận là họ tin tưởng rằng tất cả 39 người này đều là người Việt Nam. Thì cái tin đó phải nói là một người Việt Nam mà sống xa quê như mình thì nó thật là đáng buồn, mà mình cảm thấy rất là xót thương cho những người đó. Thì bên cạnh những cái mẫu đời đó thì Lim xin phép đọc cho các anh chị cũng như là các vị khán thính giả nghe cái tin nhắn mà cái cô Phạm Thị Trà My này nhắn trước khi cổ bị chết trên cái xe container đó. Thì cái tin nhắn của cổ như sau là: con xin lỗi bố mẹ nhiều mẹ ơi, con đường đi nước ngoài không thành, mẹ ơi con thương ba mẹ nhiều, con chết vì không thở được. Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, Việt Nam. Mẹ ơi con xin lỗi mẹ ơi. Đó là cái câu mà cô Phạm Thị Trà My đã nhắn lại cho cha mẹ của cô trước khi mà cô đã bị mất. Thì đó là một cái vài cái chi tiết liên quan tới cái vụ mà 39 người đã bị thiệt mạng trong cái xe tải vừa qua, thưa anh sĩ Đặng Hải. Rất là cảm ơn Liêm. Liêm nói về những cái dòng chữ tin nhắn của cô Phạm Trà My, là cô gái 26 tuổi, rất là xinh xắn, và cô ta được biết là người Việt Nam đầu tiên được nhận diện là đã chết trong cái vụ chiếc xe tải ở bên Anh Quốc. Thì nếu mà mình, sĩ Liêm và Hải đều là những người cha đúng không? Và tất cả chúng ta đều có những đứa con gái. Và cái tin nhắn nó rất là xúc động. Đối với sĩ thì nếu mà một người cha mẹ mà nhận được một cái tin của con mình như vậy thì cha mẹ sẽ rất là xúc động. Theo Hải thì xin Hải cho biết những cái chia sẻ, những cái cảm xúc của Hải. Theo Hải thì đó là một cái mất mát mà mình gần như là không thể chấp nhận được đối với một người bị cha. Như vậy, đặc biệt là những đứa con của mình, mà trước hết là những cái chuyến đi những đắn đo để dẫn đến cái quyết định cho con mình ra đi cũng là một cái sự đắn đo rất là lớn. Hiện tại thì đối với Hải, một đứa con gái nhiều khi nó đi ra ngoài mà nó hơi về hơi trễ, cái là mình đã liên lạc hỏi nó ở đâu rồi, chứ đừng nói mà đi xa. Mà đặc biệt ở đây là những cái mức độ an toàn nó cao, nhưng mà mình vẫn có sự lo lắng đó, chứ đừng nói mà đi đưa để con ra đi đến được. Điểm đến là mình biết một quốc gia nào khác xa lạ rồi, nhưng mà đường đi không biết là chưa có người quen người thân nào hết để mình gửi gắm, thì lúc đó cái niềm lo lắng nó sẽ dâng cao hơn. Và chính Hải là cũng một từng đã ở tuổi vị thành niên, cũng đã ra đi và cũng đã đặt câu hỏi tại sao mà có thể nào mà cha mẹ lại chấp nhận những cái để cho con mình cái mình ra đi vậy. Với cái cương vị là làm cha rồi thì Hải mới thấu được là cái sự đắn đo đó rất là cao, mà cái soạn lừa đó không phải là dễ dàng. Nói chung là cái tình cảnh mà dẫn đến thì nó phải là khó nghề cả lắm mới dẫn đến một quyết định như vậy. Thì đối với Hải hiện tại thì nỗi lo âu của một người cha lúc nào cũng có. Thì xin mời anh Lim, anh sĩ.
Phú Sĩ muốn đưa thêm một số những cái cập nhật mới về cái tên. Phú Sĩ thì không có biết cái tên mới nhất là phía bên Anh, như Liêm nói là phía bên Anh đã nói là 39 nạn nhân đều là người Việt Nam. Nhưng một trong những cái tờ báo nổi tiếng của Anh Quốc, đó là cái tờ Daily Mail của Anh Quốc, thì họ, cái tờ báo mà Sĩ đọc mới nhất đó, thì họ nói rằng là bên phía cái tờ báo đó đã xác định được là ít nhất là 9 người Việt Nam được cho là đã bị chết trong cái chiếc xe tải đó. Nhỏ nhất thì là em Nguyễn Huy Hùng là 15 tuổi, em có cha mẹ ở bên Anh Quốc và có thể là cha mẹ của em ở Anh Quốc không phải là không có phải là hợp pháp hay vì lý do nào đó nên đã phải là cho em đi theo cái con đường mà di dân lậu để mà qua bên Anh Quốc để đoàn tụ với em. Ngoài ra thì có 8 người còn lại là cô Phạm Thị Trà My là 26 tuổi, thì chúng ta vừa mới nói hồi nãy. Cô Trà My này thì lại có 2 người gọi là anh em cousin, là anh em cùng họ hàng với nhau đó. Đó là Nguyễn Văn Hùng 33 tuổi và Hoàng Văn Tiệp 18 tuổi, cũng bị đi trong cái chuyến xe đó và cũng chết trong cái chuyến xe đó. Ngoài ra còn có Nguyễn Đình Tú 26 tuổi, Lê Văn Hà 30 tuổi, Võ Ngọc Nam 28 tuổi và Joseph Nguyễn Đình Lương 20 tuổi. Như vậy là cái tờ Daily Mail đã nhận được thông tin 9 người. Bên phía Việt Nam thì đưa tiếp thêm 5 người nữa, là Công an Hà Nội, thành phố Hà Nội đã đưa tiếp thêm thông tin của 5 người còn lại. Và phía chính quyền Việt Nam ở Hà Nội thì họ lập một cái đường dây nóng để cho những cái gia đình mà nghĩ rằng con cái của họ mất tích trong cái chiếc xe này, trong cái vụ này đó, sẽ gọi để mà thông báo những cái thông tin. Và có một cái nữa là phía Việt Nam đã thu thập những cái mẫu tóc hay là cái móng tay để gửi vào phía bên Anh Quốc để mà làm những cái thí nghiệm DNA để mà xác nhận được những cái nhận diện của những cái nạn nhân trong cái vụ này. Và cái tờ báo Daily Mail này cũng nói rằng hầu hết các nạn nhân đều là mang cái hộ chiếu giả của Trung Quốc. Như vậy, họ đến từ các tỉnh miền Bắc của Việt Nam, như trong trường hợp của cô Anna Bùi Thị Nhung đó, thì là 19 tuổi, cô là 19 tuổi, thì cô này đã đến từ một cái huyện ở miền Nam của thành phố Hà Nội, cách thành phố Hà Nội là 200 cây số. Và cô ta đã đi qua bên Trung Quốc, và từ Trung Quốc đi qua những cái có 3 cái đường dây để buôn lậu, di dân lậu, đưa từ Trung Quốc đi qua các nước bên Tây Âu. Thì cô này đã đi theo cái đường dây đó để đi qua Trung Quốc, và sau đó thì cuối cùng thì cô ta đến nước Đức, và từ nước Đức thì cô ta đi qua bên Anh, và cô ta muốn đến nước Anh, cô ta trả 8.800 đồng bảng Anh, tức là tương đương khoảng 10.000 đô la để mà đi qua được Anh Quốc, với một cái niềm ước mơ rất là đơn giản, đó là có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Ai cũng trong chúng ta cũng đều mong ước có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì Phú Sĩ nghĩ rằng cái ước mơ đó mọi người Việt Nam, nhất là những bạn trẻ đang lớn lên, mong ước có một cái cuộc sống an bình, như là cô Anna Bùi Thị Nhung cô ta nói, là cô ta mong ước một cái cuộc sống yên bình, và cô ta muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tương lai, và có thể là giúp đỡ được gia đình của cô ấy được nhiều hơn. Nhưng mà phần lớn thì các bạn là đến từ các tỉnh miền như Hà Tĩnh và xung quanh các vùng xung quanh nông thôn của thành phố Hà Nội. Thì chúng ta thấy rằng những cái câu chuyện này đó thì họ có nhiều cái gia đình nạn nhân, họ bị họ phải có thể là họ phải vay tiền của các tổ chức di dân lậu để trả cho các chuyến đi tốn kém như vậy, hoặc là nhiều lý do nữa, nhưng mà họ đã bị, hiện giờ họ đang bị ngăn cản, không có cho phép được nói nhiều với báo chí về những cái tin tức của họ. Và chúng ta thấy cái trường hợp của cô Anna Bùi Thị Nhung thì rất là xúc động, bởi vì cô ta rất là trẻ và chỉ là có những cái ước mơ rất là bình dị, là có những cái cuộc sống yên bình và có thể làm việc để mà giúp đỡ, kiếm tiền, giúp cha mẹ. Mời Liêm hoặc Lê Hải có thể chia sẻ thêm. Dạ vâng, thì khi anh sẽ đề cập tới những cái đường dây mà đưa người buôn người đó, thì sao Liêm được biết? Thì ngày xưa đó, thì họ làm những cái hộ chiếu mà đi du lịch qua Anh hay là qua nước Pháp hoặc là những cái nước đó,
thì họ bay thẳng từ Việt Nam qua, rồi sau đó thì họ trốn. Nhưng mà lúc sau này những cái việc đó nó trở nên quá trầm trọng, nên những cái đất nước như là Anh hay là Pháp họ đã rất là cẩn thận khi mà cấp hộ chiếu cho người Việt Nam, cũng như là khi mà người Việt Nam, những người du lịch qua Anh hay là qua Pháp, họ để ý rất là kỹ. So, đặc biệt là những cái trường hợp mà đi theo từng đoàn đó, thì họ rất là quan sát những cái đoàn này. Và cái đường đi đó nó trở thành rất là khó khăn, nên những cái tay buôn người sau này họ tiếp tục thay đổi những cái lộ trình. Và những cái lộ trình hiện tại thì rất là khác nhau. Như Liêm được biết là bây giờ thì họ có thể đi qua Trung Quốc hoặc là đi qua Nga, thì những cái nước này thì họ không có vấn đề gì với cái hộ chiếu của Việt Nam. Và từ những cái quốc gia này họ mới đi qua một cái quốc gia kế tiếp, những cái quốc gia như là Ba Lan, Slovakia, những cái quốc gia mà họ cũng không có problem gì với cái hộ chiếu của Việt Nam, rồi từ đó họ mới lấy những cái hộ chiếu giả, hoặc là họ trốn trong rừng và đi theo những cái đoàn xe và lỡ gây nên những cái vụ thương tâm vừa qua. Thì trong ba anh em chúng ta thì có lẽ là chỉ có anh Hải là một người mà gọi là đi vượt biên. Thì xin anh Hải chia sẻ một cái số cái kinh nghiệm của anh Hải, cũng như là trong cái trường hợp này thì anh Hải nghĩ là những người Việt Nam có thể làm được cái gì hay là không mà để tránh những cái trường hợp thương tâm như vậy có thể xảy ra trong tương lai, thưa anh Hải. Rồi, cảm ơn Linh. Tây Hải thì cũng đi vượt biển hồi lúc đó 13 tuổi. Cũng trong thời gian sau 1975 thì số người Việt Nam ra đi tị nạn cũng là giai đoạn ồ ạt nhất của Việt Nam. Thì Hải lúc đó đi qua những cái đường dây lúc đó thì bởi vì những cái việc đi làm trốn thoát khỏi đất nước là một cái việc cấm. Cho nên mọi chuyện đều làm trong bí mật, người dẫn đường đi hoặc là khi hành trang Hải đi cũng không mang theo được gì, không được sách tay, không được giỏ, không được gì hết. Trên bản thân Hải chỉ ba bộ đồ, và ba bộ đồ phải mặc cho trong người luôn chứ không phải là cầm gói theo nữa. Cho nên là mình đi giống như mình đi chợ hoặc đi ngoài đường, và dẫn người dẫn đường. Mình tới gặp mặt một người, gặp lần đầu tiên người ta tới cũng nói dặn dò mình ngay lúc đó là trên đường đi không nói chuyện, không trao đổi, không cho mọi người biết là mình biết nhau hoặc đi chung nữa. Mỗi xuống trạm, trong cái chuyến đường đi thì mỗi trạm đi xuống thì họ dặn là đứng đây chờ họ đi 15 phút hoặc 10 phút rồi đi xa rồi mình bắt đầu đi theo họ thôi, nhưng mà vẫn đi cách xa như vậy chứ không phải đi gần. Nói chung là thì cái câu chuyện của Hải thì nó không tương tự như là cái cuộc chuyến đi của những người mới bị tử nạn đây, nhưng mà trong vấn đề là cái những câu tuyến đường đi lậu thì nó phải họ phải giữ cái bí mật của họ, tại vì họ đã những việc phi pháp. Và thứ hai nữa là đi trong chuyến đường đi của Hải thì trong cái đất liền á thì là trên đất nước Việt Nam, cho nên ít ra mình cũng có đỡ phần lo lắng đó. Nhưng mà khi ra trên biển mênh mông thì nó là đầy trùng nguy hiểm, mà những cái nguy hiểm đó mình không, hồi xưa giờ không đi biển bao giờ nên cũng chẳng biết được là mức độ nguy hiểm như thế nào. Mình chỉ đi tắm biển là mình nghĩ biển nào cũng giống như vậy thôi. Thì đó là Hải nói đến vấn đề đó là để cho biết là nhiều khi mình có thể đoán được cái phần nguy hiểm, nhưng mà nhiều khi cái phần nguy hiểm nó đến cái mức độ mà mình không có thể mường tượng trước đó được. Đặc biệt với những cái số người đi ra đi như vậy, lớp trẻ, thì một số người nó cái tức lúc nãy anh Phú Sĩ nói thì số người ở miền Trung có thể là ở vùng ảnh hưởng của Formosa, và có thể là số đó là người dân đánh cá thì có thể họ cũng biết được một phần nào về biển, nhưng mà bởi vậy người ta chọn đi đường trên đất liền. Thì nói chung qua những cái đường dây đi lậu thì sẽ có những cái bí mật họ giữ lại và không cho mọi người biết cho tới khi nào mình đặt chân tới đó thôi. Vì đó thì mỗi chặng đường và như anh Sĩ nói lúc ban đầu thì đi qua Trung Quốc rồi mới đi qua nhiều nước khác nhau ở châu Âu, thì cái đường đó nó đi nó phải, mình phải tương tự vào cái người dẫn đường thôi. Họ kêu mình đi đâu mình đi đó, cho nên là trong những bất cứ một giai đoạn đó ở hướng nào, ở đất nước nào, mình cũng có thể gặp nguy hiểm, tại vì mình đi theo
những người đang làm việc phạm pháp thì mình không biết những người đó như thế nào, và nói chung là mình đang ở một cái đất nước là xứ lạ hoàn toàn, và mà đối diện với những người tầm phân tử không phải là tốt trong xã hội, cho nên có nhiều cái nguy hiểm đó, và cái những cái khó khăn họ phải vượt qua để mà tiếp tục cái cuộc chặn đi, và những đó thì nói chung là một cái nguy hiểm mà con người khi chọn đường đi đó thì phải đối đầu với lại một số nguy hiểm có thể đoán được và một số nguy hiểm hoàn toàn không thể nào đoán được trong cái đường đi của mình. Dạ vâng, thì Lim xin có một câu hỏi nữa cho anh Sĩ là như chúng ta biết thì cái cô Trà My đó cổ đã text trong cái message của cổ là lúc đó cho cha mẹ của cổ là nói rằng cổ không có thở được, thì có nghĩa là cổ có cái phone trong tay lúc đó phải không ạ? Thì nếu như mà cổ gọi cho cảnh sát lúc đó thì theo anh Sĩ nghĩ là nó có giúp đỡ gì được trong cái trường hợp này không ạ? Rất là hay câu hỏi của Liêm, rất là hay, bởi vì đây là một trong những cái điều mà Phú Sĩ suy nghĩ nhiều nhất. Trong cái trường hợp mà 39 người chết trong chiếc cái xe tải đó, một điều rất là khó mà có thể hiểu được là 39 người đó có vẻ như là tất cả đều không có biết nhiều về cái ngoại ngữ Anh, tiếng Anh, bởi vì cô Trà My lúc đó cô ta có cái điện thoại di động và cô ta có thể gửi tin nhắn cho gia đình của cô ta. Có nghĩa rằng cái điện thoại di động đó mình có thể liên lạc với các cơ quan cái cơ quan mà của nước Anh về những cái để báo về cái trường hợp mà khẩn cấp khi mà tính mạng của mình nguy hiểm. Và nếu mà họ có cái ngôn ngữ, họ biết được cái ngôn ngữ, nói tiếng Anh được, họ có thể gọi được và họ có thể là liên lạc được. Phú Sĩ ngồi ở nhà, Phú Sĩ lên cái Internet và Phú Sĩ rất là tò mò muốn biết rằng nếu mà Phú Sĩ đang có mặt ở cái vùng nó gọi là Essex, là cái vùng mà chiếc xe tải được tìm thấy với 39 nạn nhân trong xe tải đó, nếu mà Phú Sĩ có mặt ở nơi đó và cái tính mạng của Phú Sĩ đang bị nguy hiểm thì Phú Sĩ sẽ làm cái gì, gọi ai và nói cái gì. Thì Phú Sĩ rất là ngạc nhiên là mình có thể dễ dàng biết được cái số điện thoại nào để gọi, có 4 cái số điện thoại để gọi, và một trong 4 cái số điện thoại để gọi đó là có thể gọi ở bất cứ nơi nào trong cái nước Anh, và đặc biệt ở ngay trong cái vùng đó, đó là 3 con số 999 để báo rằng mình đang bị nguy hiểm, mình đang tính mạng của mình, cuộc sống của mình đang bị đe dọa. Thì như vậy trong cái trường hợp đó, nếu mà đã có điện thoại thì chỉ vì, và một điều nữa là cái số 999 đó mình gọi mà không có thể là không cần phải có cái service, tức là mình cần phải có cái dịch vụ của cái công ty điện thoại đó cái cung cấp cái dịch vụ cho mình thì mình mới gọi được. Bất kỳ ai có cái điện thoại đều có thể gọi được, nó đi qua khỏi cái việc là có dịch vụ điện thoại hay không mới gọi được. Thì như vậy một người có cái điện thoại có thể gọi cái số 999 và có thể nói là tôi đang không thở được, tôi đang trong trường hợp là có 39 người khác trong chiếc xe truck, trong chiếc xe tải để mà báo. Thì như vậy cơ quan của nước Anh mà lo về những cái vấn đề mà khẩn cấp như vậy cho những cái cá nhân thì người ta có thể người ta sẽ là hành động để mà giúp đỡ. Cho nên mình thấy cái câu chuyện thương tâm, rất là thương tâm ở chỗ rằng có phương tiện để có thể liên lạc được với bên ngoài, nhưng bởi vì cái thứ nhất là có thể là không có ai có cái ngôn ngữ, hiểu biết về cái ngôn ngữ. Ví dụ như là trong trường hợp của những người như là cô Anna Bùi Thị Nhung, cô ta chỉ là không có học hết lớp 12 hay cái gì đó và không có cái hiểu biết nhiều về cái ngôn ngữ. Rồi những người khác nữa, hầu như là không ai nói được, không ai có khả năng liên lạc được. Như vậy thì mình thấy là trong cái tình huống đó mình thấy rằng nếu mà người ta có thể nói được cái tiếng Anh thì người ta có thể đã cứu được cái mạng sống của người ta rồi. Đó là một cái điều mình thấy. Một cái điều thứ hai nữa mà Phú Sĩ thấy đó là như Hải nói, có những cái nguy hiểm nó có thể là nó tiềm ẩn mà mình không có tiên đoán được trước, mình không nhìn thấy trước là cái sự nguy hiểm đó, nó cái mức độ của nó sẽ lớn như thế nào, mình không có nghĩ ra trước được. Cho nên một trong những cái điều mà Phú Sĩ chăn trở nhất là các bạn trẻ ngày hôm nay là mình làm sao mình có thể nhận diện được những cái nguy hiểm mà nó tiềm ẩn
và nó có một cái khả năng nó sẽ xảy ra, nhưng mà hiện tại thì mình không có nhìn thấy nó, nhưng mà mình nhận diện được những cái nguy hiểm đó trong những cái chuyến đi xa, mà đặc biệt là những cái chuyến đi mà vượt qua bao nhiêu là quốc gia, từ Trung Việt Nam qua Trung Quốc, rồi qua Nga, rồi qua Đức, rồi qua Mỹ, rồi qua Anh này kia này nọ. Đó là cái điều mà trả lời câu hỏi trực tiếp của Liêm, đó là Phú sĩ nghĩ. Cho hãy đóng góp cái phần này chút xíu, thì cái điểm, những điểm mà Phú sĩ đưa ra về số điện thoại để liên lạc những cơ quan chức năng để cầu cứu đó, thì theo cái suy nghĩ của Hải thì định xác định những cái tin tức đó đối với một người sống ở Việt Nam, khi không có những dịch vụ đó ở Việt Nam và cái những dịch vụ y tế mà cấp cứu người khác ở Việt Nam cũng là nó phải là nhiêu khê để có thể là dẫn liên lụy đến họ, cho nên chính bản thân họ có thể nghĩ là không có thể ai cứu mình hoặc là không ai dạy làm việc đó, cho nên với lại cái dịch vụ đó đối ở Việt Nam nó không có dễ dàng như những nước châu Âu và những nước văn minh, thì bởi vì từ cái sống ở trong tình cảnh như vậy cho nên người ta không nghĩ đến là sẽ có những dịch vụ như vậy, mặc dù có nhưng người ta không nghĩ là sẽ có, bởi vì cái kinh nghiệm sống ở Việt Nam người ta đã cảm thấy như vậy, thì bởi từ đó thì người ta, và hơn nữa trong cái một cái xe bít bùng như vậy thì có thể là phần nào đó cái khó mà tìm ra được. Thứ hai nữa là trong cái tình huống của một cái không khí đang bị ngạt thì không phải là ngạt liền một lúc, mà nó sẽ từ từ rồi lúc đó là thì hãy nghĩ là khi mình biết mình đang sắp sửa bị chết rồi thì đầu óc không còn minh mẫn để mình suy đoán là trong trường hợp này mình gọi ai, đi liên lạc được ai, và có thể nói là đó là những yếu tố cộng lại có thể làm cho người ta đã cả 39 người trên xe không ai nghĩ ra một cách nào để mà liên lạc. Thì nếu mà một trong 39 người đó nghĩ ra được cái đó thì đã cứu hết mọi người, nhưng mà trong trường hợp hãy nghĩ là nó cũng khó để họ chuẩn bị. Và trên đi khi đi lên xe, những cái đường đi mà thường những đường đi lậu như vậy thì đi ban đêm hoặc đi lánh những vùng hẻo lánh và đi trong xe bít bùng vậy thì làm sao biết mình đang ở Essex hay là đang ở Đức hay là đang còn ở Trung Cộng, thì cái đó thì cái phần đó cũng đối với Hải thì cũng khó khăn để cho một người có thể tìm hiểu được cặn kẽ để mà gọi cấp cứu rồi báo cho nhân viên cấp cứu là mình đang ở đâu để cho họ tới mà tìm, tại vì cái ngồi trong xe thì không biết cái xe màu gì để mà miêu tả cho họ đến họ tìm. Thì đó là Hải nêu ra để đối chiếu lại những sự chuẩn bị, có thể có chuẩn bị như Phú sĩ nói, nhưng mà bây giờ có cái khó khăn để mình kêu để cung cấp thông tin cho người nhân viên cấp cứu thì cũng đó là những cái trắc trở có thể xảy ra. Thưa thì add thêm một cái điều mà cho anh Hải vừa mới trình bày, đó là lúc mà cảnh sát anh nói là cái cô trà mi đó text cái message thì họ cũng không chắc là cái khoảng thời gian nào mà cái cô đó text, tại vì cũng có những cái trường hợp cô đó text nhưng mà ở những cái khu vực nó không có sóng thì cái text message đó nó bị delay, rồi lúc mà anh Hải đi ngang qua những cái khu vực mà có sóng lại được thì cái text đó nó mới chuyển ra được. Thì cái text message đó thật sự thì họ cũng không biết là chính xác là cái text message đó lúc nào mà cái cô trà mi đó đã text cái message đó ra cho gia đình. Sĩ hay sĩ lại không có nghĩ là họ không có khả năng xác định được, bởi vì cái tin nhắn đó khi mà nó đến được cái điện thoại của gia đình của cha mẹ của cô trà mi đó thì cái tin nhắn là nó là kỹ thuật số điện tử, tức là nó đi qua, nó phải đi, người ta có thể là trace, tức là người ta có thể theo dõi lại cái tuyến đường đi của cái tin nhắn đó, nó đi từ cái nó đến Hà Tĩnh, rồi nó trước khi nó đến Hà Tĩnh thì nó đi qua những cái nơi nào, nó phải có một cái trace, tức là có dấu vết của nó. Nhưng mà liên quan đến cái điều mà Hải nói đó là Phú sĩ nghĩ rằng vai trò của những người có kinh nghiệm trong cuộc sống và những người trẻ tuổi thiếu cái kinh nghiệm, họ cần phải nói chuyện nhiều hơn với những người có kinh nghiệm trong cuộc sống để mà nghe những cái ý kiến của những người có kinh nghiệm trong cuộc sống, họ sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm của họ như thế nào. Vì càng nói chuyện nhiều với những người có kinh nghiệm thì các bạn trẻ có thể càng hiểu biết thêm những cái gì mình có thể làm để mà có thể là
giúp tránh khỏi những cái rủi ro tiềm ẩn hay là những cái nguy hiểm tiềm ẩn. Phú Sĩ nghĩ là như vậy. Trong câu chuyện này, Phú Sĩ nghĩ có thể là 39 nạn nhân đó, họ không có nói chuyện với nhiều người có kinh nghiệm để có thể chia sẻ, giúp đỡ cho họ hiểu biết thêm những cái mà họ có thể tránh được. Phú Sĩ nghĩ là như vậy. Hải có nghĩ như vậy không? À, thầy thì nhiều khi đối với Hải thì đó là một cái, có thể là qua cái trận cuộc đi của Hải cho Hải đã học được bài học đó, thì thường xuyên sau này là đời trong đời sống hàng ngày, và coi như là cái bản năng tự nhiên luôn là, và Hải lúc nào làm việc gì cũng cố vấn với một vài người, và thường là người lớn tuổi và kinh nghiệm về cái phương diện mà mình muốn thử thách đó, thì lúc nào đã đối với Hải thì nó thành một cái tự nhiên luôn rồi. Thì có thể là đó là từ qua cái trải nghiệm trước đây, nhưng mà Hải đồng ý với Phú Sĩ là mình cần lúc nào cũng để, nhiều khi không hẳn là một người lớn tuổi hơn, nhưng mà một người có kinh nghiệm hơn về một phương diện đó của đối với mình, mà cái gì những mình mới mẻ thì mình cũng có học biết trước. Thì Việt Nam thường nói có câu là khôn thì cũng chết, mà dạy cũng chết, mà biết thì không chết. Thì biết là gì? Biết là tại vì mình cố vấn với những người đã đi trước, người ta biết đường nào, tới chỗ nào, khúc quanh nào có khó khăn, cẩn thận ở điểm nào, thì đó là những cái mà hãy nắm lòng để tiếp tục cái những con đường, những thử thách của mình. Vâng, bây giờ thì ba chúng tôi xin phép tạm dừng trong giây lát để chấm dứt phần 1, và chúng tôi sẽ quay trở lại phần 2 để nói về cái vấn đề tại sao người Việt Nam lại tiếp tục rời bỏ quê hương của mình để ra đi. We all know what we need. Freedom, democracy, it's all that we need. Freedom, democracy, it's all that we need. Freedom, democracy, for you and for me. Freedom, democracy.